Đây, bữa nay 24 nè, em cho lên một cây 70 về huyện Đức Huệ của tỉnh Long An nha bà con ơi. Xe này bảo dưỡng xong hết rồi ha. Giờ chỉ lên xe về là xuống đồng thôi. Đây, để coi em nó đợi khoảng tầm 20-21 nha. Rồi, 20 anh em ơi. Xích mới. Xích mới luôn nha. Mới lắp vào rồi. Rồi ok. Lên xe nha. Cảm ơn mấy anh trai Đức Huệ đã vào ủng hộ. Anh em nhà mình cần xe thì cứ liên hệ cho máy luôn này đi. Cảm ơn em rất nhiều.